kim vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam sẽ đón thao thơm bất hồn như cánh xe. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, đêm lúa chín vàng thơm ngát trời. Từ ra từ đến đêm vì nhớ con đò đảo con thơm là chúng ta đã đi cặp treo và cùng chiều dài. Vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông, cùng em má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Vietnam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương. Chúng ta chỉ cần hướng mắt phía bên tay trái của màn hình, chúng ta sẽ thấy được những chơi giải thích. Việt Nam, come with me, we travel around Vietnam. Đây kia nơi. Ồ, đây là những con cá rất là giống với Royal City ở chúng ta ở dưới Hà Nội. Chắc là cũng được lai ghép từ giống cá từ Nhật Bản đến Việt. Lâu nơi tớ vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nơi tớ vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tớ muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tớ muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ca lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những vô tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trông ra đằng xa.
đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ phía Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa, giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những vương tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa, và một anh đang giúp trâu ra đồng, kia trong tất thể lãnh đánh không khác tươi, và cứ dần cười vui. Kia có em đang trung du trên núi cao, đôi mắt hay không đào, kia sông phong rừng hoang vu mang nét riêng, không nơi đâu xanh ngang. Ôi Việt Nam, ôi Việt Nam, kia trong gian đặc xa xa, ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng, kia trong tơ tuyết lanh đanh tôm cá tươi, bác ngư dân cười vui. Kia có em mình chung du trên núi cao, đôi mắt hay không đào, kia sông sâu rừng hoang vu mang nét riêng. Đang ở ngồi trên một du thuyền thì chắc là cũng không được gọi là cao cấp sang trọng như là Vinpearl đâu, nhưng mà cũng đủ để đến được còn một tay ngon lành về. Rồi, xin chào quý vị và các bạn nhé. Đây trên tay tôi là bộ đồ. Đấy. Đấy. Mà chúng ta đã đến nơi gọi là hòn đồi mồi, và hòn đồi mồi này chúng ta sẽ về phía xa kia và sẽ ngắm san hô dưới. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thử đeo cái này xem như thế nào nhé. Nhiều khi tuyệt hơn mơ, hè mang niềm vui đến gọi mời. Cần bình yên sau cơn mưa giông, cần nắng lên xua tan đêm đông. Ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời. Tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta, đắm say cùng mùa hè để ta thêm thảnh thơi. Một nơi mà cứng ngỡ đâu là cứng ngỡ đâu là mơ, để bao khát khao trong tim xa tan đi. Ở trên thuyền chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là Cộng Hòa. Chúng tôi trên suốt hành trình vừa qua, vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn, trên bàn chúng tôi đây là những cái phẩm đến từ đại dương. Mặc dù là tôi cũng chưa biết là cái con này nó như thế nào, nhưng mà to chả bá luôn. Wow, cái bò tàn à? Đây bò tàn đúng không? Đây là bảo tàng. Và con này là con này anh giới, con này nó ốc tai. Còn đây là sò dương. Sò dương. Sò dương. Sò dương. Sò dương. Ốc tai tượng sò dương. Còn đây là gì? Mực nướng. Mực nướng xé nhá. Quý vị nhớ nhá, tất cả những thực phẩm đây nhớ là phải mặc cả trước khi mặc cả và xem là giá cả nhá. Nó không hề đơn giản như là uống bia ở thành phố Hà Nội. Chúng ta đây là đang ngồi trên thuyền nhá. Rồi, ok, và bắt đầu chúng ta sẽ thưởng thức nhá. Ok, cảm ơn rồi. Yeah. Xuống xa dân mình chẳng phải là chiến ba, cho lòng bình yên quá. Có ngất ngây của mùa hạ và tiếng trái tim hát ngân nga. Ta muốn phiêu lưu để sóng trời, để trên môi nở nụ cười. Châu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Tiếp tục với còn móng tay và chặng đường của chúng ta bắt đầu từ Dương Đông đi
đi thuyền ra hòn Móng Tay để ngắm san hô, và ta sẽ hôm nay sẽ là buổi chặng cuối cùng và trở về Sài Gòn, và chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ biết được là hòn Móng Tay có những gì nhá. Hello. Chính xác của nó là Bãi Than nhá quý vị nhá. Tự cũng hiểu không hiểu vì sao người ta lại đặt tên là Bãi Than, nhưng chắc có lẽ là những cái viên đá ở đây này nó được xếp rất là tuy là nó lởm chởm đấy, nhưng mà có những cái cục nó khá là to nhưng mà cũng vuông vắn giống như những cục than, chắc là cục than thôi, nên là người ta gọi ở đây gọi là Bãi Than. Tôi sẽ xuống phía dưới này của đảo Bãi Than này xem là biết ở đây nước nó xanh trong như thế nào nhé. Nào, bắt đầu.